Miss Sài Gòn, nhà tài trợ chính thức của AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Giữ sạch lưới từ đầu giải và đến trận chung kết lượt đi thì để lọt lưới hai bàn thì cảm giác của Lâm nhỉ? Thật ra thì hôm nay một trận đấu là thật rất là tuyệt vời, xứng đáng là một trận chung kết. Mọi người cũng đã thấy là cái tỷ số 2-2 này nó cũng khá là tốt khi mà đội tuyển Việt Nam bị dần trước 2-1. Trận đấu còn một trận đấu nữa 90 phút và anh em chắc chắn sẽ cùng nhau cố gắng làm sao để mà giải quyết trận đấu lượt về. Trước một đối thủ mạnh như Thái Lan thì Lâm nghĩ thế nào về cái cơ hội của chúng ta ở trận đấu trên sân của Thái Lan? Bản thân Lâm và mọi thành viên trong đội cũng như ban huấn luyện đang tự tin vào bản thân và sẽ chắc chắn sẽ có một cái kết quả tốt lượt đi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.